Hello, chào các bạn nha. Hôm nay tôi làm cái clip chia sẻ với các bạn nào mà cùng chung sử dụng dòng xe Underbolt thì về cách bảo dưỡng và kiểm tra khi mình sử dụng qua thời gian đi du lịch. Thì xe mình chạy thời gian thì một là mình đem xuống hát kiểm tra thì tới định kỳ. Nhưng mà sau những chuyến đi xa thì mình về cũng kiểm tra có xe mình có hỏng hóc hay gì không, đồng thời cũng chia sẻ các bạn là cách thay cái lọc gió của xe Winner nha các bạn. Thì nói chung thì trong phân khúc xe phân khối nhỏ thì tôi cũng chia sẻ chung với các bạn thôi, không phân biệt là hãng xe nào nha các bạn. Thì Winner cũng được mà Accenter cũng được mà Raider cũng được, cái hãng nào cũng được, cũng cùng chung một phân khúc là 150. Thì cái đặc điểm thì nó cũng giống nhau thôi, nó khác cái hãng với cái xe tí xíu thôi, nhưng mà cái nằm trong cái phân khúc phân khối nhỏ thì kết cấu vận hành thì nó cũng tương đương với nhau. Nhưng mà tôi đi chiếc Winner thì tôi chia sẻ về chiếc Winner. Thì hôm nay là sau thời gian là chạy được 14.500 cây nha các bạn. Xe tôi chạy được 14.500 cây. Thì trong quá trình thường thường thì cái vụn lùng mà những cái lặt vặt linh tinh á thì nó khoảng trên 10.000 cây là bắt đầu nó có thể là mình thay được rồi. Riêng những cái lọc gió này thì khoảng 15.000 thì mình thay, mà 20.000 cũng được, tùy theo điều kiện là cái lọc gió nó có dơ bụi hay không nha các bạn. Thì khi mà cái lọc gió nó bị bụi nhiều á thì không khí nó không có, gió nó không có đưa vô được cái buồng đốt thì xăng nó phải vô nhiều, gió nó vô ít thì xăng nó vô nhiều thì gây cái ảnh hưởng là xe chạy sẽ hao xăng nha các bạn. Rồi đồng thời nó cũng lì máy, nó không bốc, nó dư xăng thì nó chạy nó hơi ì máy, nó không bốc, mà nó đúng vừa xăng vừa gió thì chạy nó vận hành cái xe nó mới trơn tru mới bốc được. Thì quá trình thì tôi cũng mua cái lọc gió của hãng Honda về thì tôi thay. Thì cái thay lọc gió thì rất đơn giản các bạn. Sau đây tôi sẽ review lại cho các bạn xem. Đây thì cái khi mà mình dỡ cái cốp yên sau ra thì đây là cái bình xăng con của cái bình xăng, thì đây là cái lọc gió của chiếc xe Winner nha các bạn. Thì trong đây nó có bốn con ốc đây, cái chỗ này nó hơi tối các bạn. Nên mình xả bốn con ốc này ra nè, nó chỉ có bốn góc thôi nha các bạn. Lọc gió này thì chỉ có bốn góc thôi, thì mình chỉ cần lấy tua vít rồi mình mở bốn góc này ra. Vừa làm vừa quay phim thành ra nó hơi lộn cộng nha các bạn. Khi mình tháo bốn vít này ra thì mình dỡ cái này là cái miệng hút gió nè các bạn, đây là cái miệng hút gió thôi, mình dỡ cái chụp này ra đây các bạn. Đây là cái lọc gió nè các bạn của xe Winner, nó rất là đơn giản nha các bạn. Mình chỉ cần lấy ra nè, thì cái lọc gió này thì cũng tương đối là dơ các bạn. Thì cái lọc gió này thì nó cũng không có nhiêu tiền, thì nó vừa dơ là mình thay là vừa, cái nào cần thiết thì mình thay.
Đây là cái tấm lọc gió của xe Honda Winner nha các bạn, là của hãng Honda. Thì bữa hôm tôi có vô hẹt mua mà nó hết hàng, mua hai hẹt luôn mà không có chỗ nào có các bạn. Thành ra tôi ra ngoài tôi mua ở ngoài thì nó cũng là đúng duyên của Honda luôn. Nhưng mà trong hẹt thì nó bán là 61.000 một cái, nhưng mà ra ngoài thì mua tới 65.000 các bạn. Thì nhiều các bạn nói là vô hẹp nó chặt kém này kia nào, thì tùy theo món đồ sao tôi không biết, nhưng mà giữa cái lọc gió này là ở ngoài nó bán mắc hơn 4.000 đó. Thì nói chung đồ của hãng thì cái nào nó cũng đắt tiền hết, con vít hay là những cái chốt nhỏ nhỏ là cũng 5-6.000 một cái chứ không có rẻ đâu các bạn. Còn đồ lô thì nó lại khác. Đồ lô thì tụi chơi lớn nó làm thì giá thành nó rẻ hơn nhiều. Nhiều các bạn nói là vô hãng chặt kém là Honda Winner phụ tùng đắt đỏ này kia, nhưng mà không phải đâu, bất cứ cái xe nào cũng vậy. Cái hồi xưa mà chiếc SVM mà ở ngoài phụ tùng không có, phải vô hãng là đắt đỏ, cái đó mới là đúng. Tại vì thay vì mình thư cái món đồ đó mà mình mua ở ngoài nó chỉ có 100.000 thôi là đồ lô, mình không có tiền mình thay 100.000 để mình đi. Còn mình vô hãng thì đồ xịn thì nó có thể là phải 150-200, nhưng mà đồ nó chất lượng uy tín thì nó sẽ khác xa với cái đồ lô ở ngoài. Còn đồ lô ở ngoài thì tiền ít mình thay vẫn đi được, vẫn chấp nhận được. Còn ở ngoài nó không có hàng bắt buộc mỗi cái phải vô hãng thì nó lại giá nó lại khác nha các bạn. Đây là tôi sẽ cắt nó ra. Thì sau khi cắt cái bịch ni lông ở ngoài thì ở trong này nó có một cái bịch xốp nha các bạn. Và nó tới hai loại, mà loại xốp này thì nó có chống để chống im nè. Còn xét lắm này anh nha các bạn. Rồi đây là cái miếng lọc gió mới và cái miếng giật lót cũ nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Giữa cái mới và cái cũ. Thì cái này nó chỉ có 65.000 mình mua hoài thôi nha. Thì giá thành nó cũng không có mắc. Rồi nếu mà mình tiết kiệm mình để cái cũ này mình đi, hoặc là mình lấy bình khí nén mình thổi cho sạch đó thì cũng được. Nhưng mà nó cũng không có, nó bị bám bụi bẩm nhiều quá nên nó cũng không tốt đâu các bạn. Tốt nhất là mình nên thay. Đó thì khi thay thì nó cũng đơn giản nha các bạn. Các bạn chỉ cần bỏ vô thôi. Đấy. Mình chỉ cần bỏ vô cái hộp này, nó có sẵn nha các bạn. Nó như là nó có một cái khuôn nha. Rồi mình đậy cái con rùa lại nha các bạn. Bắt 4 con vít vô là xong. Rồi để tôi sẵn tôi vệ sinh cái con rùa này luôn. Rồi sau khi mình gắn cái chụp con rùa này lại thì bắt đầu mình xếp 4 con ốc này nha các bạn. Thì bất cứ cái loại nào cũng vậy, thì khi mình bắt ốc vô mình bắt chéo với nhau nha các bạn, vừa tay thôi. Chéo góc với nhau thì nó sẽ vô đều hơn, nó không bị cắn. Điều tay nha các bạn. Không, cái này không cần dẫn cứng đâu. Nó khi vô đều là các bạn chắc vừa, nó vừa hết của nó thôi. Không cần cố sức mà dẫn cứng nha các bạn. Nó vừa hết răng nó thôi là nó nghe nó cận lại là được. Vì nó bằng mũ không các bạn. Đó là quá trình thay miếng lọc này đã xong nha các bạn. Thì cũng nói thêm là cái lọc gió này nó cũng không có quy định là bao nhiêu ngàn cây, nhưng mà thường thường là 15-20.000 bắt đầu mới dơ thì mình thay. Có thể là đường mà bụi nhiều, cái vùng mà các bạn đi bị bụi bẩn nhiều, có thể là 10.000 thay cũng được. Giá thành nó chỉ là có 61.000 thôi. Nếu mà mua ở hãng thì thường là đa số là chẳng hạn như sên á, thì cũng khoảng 15.000 cây là bắt đầu thay. Nó tùy điều kiện là sên nó còn xài được thì mình có thể chạy 20.000, 20 mấy ngàn cũng được.
mình tiết kiệm mình để mình chạy, nhưng mà lúc đó thì nó đã giãn nhiều rồi thì nó cũng không có được trơn tru lắm. Có nhiều người bạn nói là 10.000 là thay, thì tôi thấy phí, 10.000 nó chưa có giãn đâu. Cái xe tay ga mà dây co ro nha các bạn thì nó cũng khoảng 15.000 cây à mà thay. Nhưng mà nhiều chiếc tôi thấy đi 20-20 mấy ngàn nó mới giãn thì thay cũng được. Còn thông số vỏ lốp thì cũng vậy, nó có cái trung bình là khoảng 15.000. Nhưng mà đặc biệt là riêng cái buri xe nha các bạn. Có nhiều bạn là lên là cũng hỏi tôi là bao nhiêu cây là thay, cái buri này nó cũng không có khẳng định là bao nhiêu cây. Có nhiều bạn nói là 10.000 cây là thay, mà tôi thấy thay vậy thứ nhất đó là phí. Thứ nhì á, nếu mà cái buri mà nó chịu á, nó chịu theo cái máy của mình á, chạy rất là ngon, rất là bốc, có thể là chạy 40-50.000 cây là chuyện bình thường. Còn cái buri mình đang chạy ngon, nó đang chịu, đang nó phù hợp với cái máy của mình, mà mới 10.000 cây các bạn thay cái buri mới thì cái tiền bạc tôi không nói, nhưng mà cái buri mới nhiều khi đưa vô nó lại không bằng cái buri cũ các bạn. Cái lửa củi nó không bằng, cái xe mình nó đã phù hợp với cái buri đó, nó chịu rồi thì mình thay cái mới vô thì ngược lại nhiều khi nó lại không bằng, chạy nó không bốc không đâu, là lúc đó là vừa tốn tiền mà vừa lại là xe nó lại không ngon không ngọt. Còn trường hợp mà buri nó bị hư hay nó trục chặt gì đó mình thay thì không nói rồi, nhưng mà đúng ra của nó là chạy 50-60.000 luôn, cả 100.000 cây luôn các bạn. Buri mà nó chịu rồi chạy ngon lắm, không có cần thiết cái buri, không có cần thay, khi nào nó hư mới thay. Nó nói về riêng về cái buri. Còn sên thì nó giãn phải thay nè, lốp mòn phải thay nè, cái đó là không nói. Thì lốp tôi đi là lốp zin nha các bạn, đi cũng 15.000 cây rồi nhưng mà còn ngon các bạn ơi. Nó có cái chắc có lẽ là tối mà các bạn thấy như vậy, nó có cái điểm để cho mình biết là khi mà mòn tới cái điểm đó, cái vỏ nào cũng vậy mà các bạn, thì mình bóp mới thay. Còn mà nó mòn chưa tới cái mục này, các bạn thấy không, nó có cái u lên nè, đó là tới đó là mới thay. Còn mấy cái râu này là không phải nha các bạn, ở trên này nó cũng có nè, mà bị sình tắt nó dính rồi không có thấy rõ được. Thì lớp này đi 15.000 cây là thấy cũng ok. Thì hôm nay làm cái clip chia sẻ các bạn là cái nào nên thay, cái nào không nên thay. Thì xe mình phải cũng là chăm sóc nó, nhưng mà cái nào đáng thay thì thay các bạn. Xe tôi đi là 15.000 cây đi, nói thì dễ nói thì 14.500 nhưng 15.000, nhưng mà thấy cũng còn ok các bạn, cũng chưa có gì để phải thay hết, chắc phải đi gán được 20.000. Mà tôi đi cũng dữ lắm nha các bạn, tôi đi tới Đà Nẵng, Huế, Cà Mau rồi chứ không phải là đi ít đâu. Mình chuẩn bị đi một khóa nữa nè.